quả gì đây? Bác xem nào. Quả trầu à? Nhặt đem bán ở trong. Dạ. Ờ. Trầu này nhiều quả nhỉ. Buổi sáng thì hai cháu đi nhặt quả trầu đem bán. Đây là cánh đồng của bà con à. Phía bên kia là bản trường. Hôm nay mình sẽ xuống ghi hình cho các bạn cái bản người Thái đen. Cái này bán cho ai, đem bán cho ai? Đây. Trong này nhiều không? Trong này rơi khá là nhiều. Đó. Nào nào bác xem nào, giơ bác xem nào. Giơ lên bác xem là quả. Cầm ra bác xem nào. Đây bác xem một quả nào. À, quả trầu. Quả này mà đến mùa bẫy chuột ấy, cho vào cái kẹp để mà bẫy chuột cái hạt ở bên trong ấy. Đây là các cháu đem bán à? Dạ. Cái này bán được bao nhiêu tiền một cân? Không biết. À, hôm nay thứ bảy hôm nay nghỉ học nhỉ? Nhà gặt lúa chưa? Chưa. À, đây. Sắp chín rồi nhà, ruộng lúa ở trong bản đấy. Thôi hai đứa nhặt đi nhá. Có một đứa ở kia kìa. Ở đâu? À cũng đi nhặt quả trầu này á? Dạ. Cũng đi nhặt quả này á? Dạ. À. Đấy. Khá nhiều quả. Sáng sớm mới đợi bé đã đi nhặt. Nhưng mà trầu rơi đem bán. Cái này cháu bóc luôn à? Họ là chỉ lấy hạt thôi phải không? Họ mua hạt thôi nhỉ? Yeah. Cái này bóc cũng dễ nhỉ? Để bác xem nào. Đây hạt trầu đây. Một ngày đi nhặt được nhiều quả này không? Có. Một ngày nhặt được khoảng mấy cân? Đến một cân không? À thế một ngày bán được bao nhiêu tiền? 6.000 một ngày á? Dạ. Một ngày là các cháu đi nhặt bán được 6.000 à? Ờ.
Hôm nay tranh thủ là các cháu đi nhặt quả trầu rồi này, đem về bán kiếm thêm thu nhập. Thứ hai các cháu lại đi học bình thường. Đây là ngay đầu đường vào bản nhà trường thì có một cái tràn ở đây. Đó. Với hôm vừa rồi cơn bão số 5 nên là nước nó đang hơi đục các bạn. Hôm mấy đứa bé lại chắc là đi nhặt quả trầu lên. Trước đây bản trường này thì những cái khu này này là có những ngôi nhà của bà con đấy hết, nhưng mà sau cái cơn bão năm 2017 là nước nó ngập đến tận chỗ cái cây dừa các bạn. Bây giờ là bà con một số nhà phải di chuyển xuống cái khu vực dưới. Đó.
Đây là nhà văn hóa của thôn Triềng nhá. Ở trước là nước lũ lên tận đây này các bạn này. Đó. Dấu tích của nó vẫn mình vẫn nhìn thấy này. Cái cánh cổng này. Đó, nó bị nước lên nên là bị sập hết cái tường đây. Từ đây ra đến chỗ bờ suối là cách khoảng tầm 70 mét. Đó, lũ năm đó rất là mạnh. Đây, cái nhà văn hóa của thôn Triềng, một ngôi nhà sàn 5 gian, nhà sàn đầy cũ ấy. Còn phía bên này là cánh đồng của bà con, lúa thì cũng sắp được gặt rồi. Bản Triềng là một trong những cái bản dân số khá là đông ở trên xã mình. Này là cánh đồng của bà con ở đây cũng rất là rộng. Phía bên này nhé các bạn nhé. Cả bên kia nữa. Đó. Đường xá ở đây cũng được bê tông hóa hết. Đó, đường dây điện, hệ thống loa phát thanh. Bên kia là cái trường mầm non của bản. À, bây giờ mình sẽ di chuyển vào trong bản các bạn nhé. Quay tiếp cho các bạn khám phá những ngôi nhà sàn ở đây. Ở đây thì đa số bà con đều sinh sống bằng nhà sàn. Những cánh đồng này thì chắc khoảng tầm 5 đến 6 hôm nữa là được gặt rồi. Có một số thì đã chín vàng. Mùi lúa chín rất là thơm. Mình đi ở ngoài đường này thì thoảng theo cái cơn gió ấy, bay ra rất thơm. Đây là các cháu, hôm nay là cuối tuần cháu đang nghỉ. Đi đâu đây? Bắn chim à? À, có hay bắn được không? Bắn cho bác xem một con nào. Có chim không nhỉ? Đi xem mấy đứa bé nó bắn chim. Mùa này chim đến ăn quả xoan. Đây là bên trong cái khu nhà văn hóa nhé. Mùa mía à? Theo mấy nhóc này đi bắn chim nhưng mà ở cái đoạn này không thấy chim. Thử bắn vào cái chỗ cái quả kia xem nó trúng không. Thì bắn vào cây này. Thì bắn vào cây chuối này là có trúng không? Hả? À? Đấy. Đây. Xa thú này. Cái kia không bắn được.
kém thế. Mắc cây rào à? Không có chim nên cái cu này bắn cây. Ở trên này thì ăn xá nó không nhiều đâu các bạn, chủ yếu là ở đây bà con mua hàng từ các chị lên bán này. Sáng sớm các chị bắt đầu xuất phát rồi nhá, bán hàng rồi chị. Đây cái hàng chị bán đây đầy đủ luôn, cả bánh kẹo, thức ăn, gà vịt ngan. Lấy cho một cân lòng, cân sớm ăn chưa? Cân lòng á? Rau này các bạn. Cân lòng cái này nữa. Ở trên này còn bán cả hến. Đó. Đồ của chị bán đầy đủ luôn. Đây thì hôm nào chị cũng khoảng tầm 8 giờ là lên đây rồi. Lên đi giao thức ăn ở trên bản này. Đi vào hết đi. Đi vào một cân đồng thành hai cân đồng. Rất là đầy đủ nhá. Thú này, thịt này, lòng này, chân giò này, dưa này, cá rốt này. Rồi bây giờ mình lại tiếp tục vào trong bàn. Đó. Đến là thăm ông nha. Quay in à? Đây cũng là một ngôi nhà sàn nè. Dưới ngôi nhà sàn thì bà con đây vẫn để chỗ để chất củi nha. Mích. Quay thì mèo luôn. Chó này to nhỉ. Con này chắc phải được chưa đẻ mà. Mà nhìn nó đứng gác này cũng sợ đấy. Hôm nay nhà mình mua nhiều thức ăn đấy. Mua cầm vía cho bà. Cầm vía. Cầm vía là hôm nay luôn à? Hôm nay luôn. À. Đến cái nắm bỏ. Dạ. Hôm nay nhà chú làm cầm vía cho bà. Bà cố bên kia. Hôm nay gia đình tổ chức cầm vía cho bà. Bà nó bao nhiêu tuổi rồi chú? Chắc là hơn rồi ạ. Bà chắc hơn 70 nhỉ. Mẹ mới mình phải mẹ ta
bà hai của ông. Mẹ mới, mẹ trước thì chết rồi. Đây ngôi nhà sàn của chú đang lập tôn. Lập tôn này thì hơi hơi nóng nhỉ. Vẫn là chết đồ bé còn luôn. Hút cho nó chén ăn một chút này. Trà xanh đấy. Trà xanh ạ? Ừ. Trà xanh cháu thích uống. Đó. Và xuống nước. Đó đấy. Cho trà xanh các bạn. Đó. Nấu đừng qua mà. Ở trong bản mình sắp được gặt rồi nhỉ chứ nào? Ừ. Cái nước hứa nó phải cũng không nhỉ? Hai ba hôm rồi thế? Không, có liên hai ba hôm nữa mà. Khá nặng. Đi lâu rồi mà khoai này. Không, chỉ ở Nga này, xá không có kiếu rồi. Cháu không phải nó là cô nhớ là nó. Cháu nằm lắng hiến như ủng. Cứ này. Đây này, lắng này. Chú đi. Mình ghen lương. Con phát lấy đông lãng anh ngủ ngủ. Lấy con bình có béo mít. Không, không, không. Cháu không rồi. Bữa từ đây cái mới. Sợ điêu nữa nào. Có mũ lại này. Là quần nhỉ? Hắn là quần nhỉ? Mà thì đúng thì mất tay ấy. Cán bằng nín. À. Hết mốt rồi thì con điếu này làm dài đấy chú. Dài chứ. Dài quá. Nó dài quá. Nóng cổ đó. Nóng cổ hả? Ừ. À. Hút thử quay. Cháu không dùng cái loại này. Nhưng mà thấy kiếm cả ăn tăng cái bín gì, tăng cái bếp này. Cái nứa nhỉ? Ừ, nứa đẹp lắm. Lên nước đi. Lên nước chưa? Ừ, sắp lên đây. À, lên nước là lên cái này à? Ừ. Chùi, hấu là hấu rẻ này. Chùi. À, à, thấy cái rẻ lau à? Ừ, rẻ lau chứ. À. Phải hút ra đây hết rồi. Chứ mà hút ra đây. Nước kia nó hướng lỏng. Nó lau rồi, nó lau mà không biết là cái gì hả? Nó lau mà không biết là cái gì hả? Nghĩa cái lau nó kể nó. Hơi khói, bó rồi. Hả? Bó rồi. Thích lau. Nhưng người thì ra. Mình đang làm cái kết lót à Ninh Bình ấy, người rất nó tay này. Đâu mà mình có tay thì nó tay. Phải cái quế con mồm. Đúng không? Đúng không? Đây là đợt này thì trên bản nó lợn nó bị cái dịch tả ấy, nên là không có nhiều lợn, phải mua lợn dưới miền xuôi lên. Đây là cái nồi nước làm gà, làm lông gà sôi rồi. Sôi rồi. Ê, đi đi. Các bà quái mà bí mày bỏ bí này mà bắt ra đây. Bếp. Bên này lại làm ở dưới sát bên cạnh nhà luôn. Đó. Rồi, bây giờ mình lại tiếp tục đi vào trong bản để khám phá cái bản mình.
mình thả đèn đây nhá. Những chú gà được bà con thả ra ăn như thế này thì thảo nào gà trên này rất là ngon này. Gà đồi mà. Đấy. Ở trên bàn này Thái thì để xuất hiện bóng dáng của những ngôi nhà xây thì rất hiếm gặp các bạn. Ngôi nhà sàn san sát nhau. Và phía trong bản ta có thể quan sát ra ngoài cái đồng ruộng của bà con ở đây rất là rộng. Đường vào các bản người dân tộc vùng cao ấy thì đi cái dọc đường vào bản thì rất dễ hay bắt gặp những cái khe suối này này, khe nước này, này các bạn này. Đó, vì bản người Thái là thường nằm sát với những cái dãy núi ấy. Thì nên là cái suối này nó rất là nhiều.
Ưa đó. Lo. Đây là một ngôi nhà sàn rất to của bà con này. Ngôi nhà sàn này chắc làm khoảng tầm những năm 90-91 các bạn. Đó. Ở bên trên này lợp tôn này. Trước là chắc là lợp tranh. Khả năng là cũng vừa mới lợp tôn này. Dưới ngôi nhà sàn này thì vẫn lưu giữ được một cái nét đặc trưng của người dân tộc Thái, đó là cái khung cửi này. Làm dưới ngôi nhà sàn này để dệt váy, là cái trang phục truyền thống của người dân tộc Thái này. Đây này các bạn nhé, hoa văn của cái chân váy này đó. Cái điều khác biệt của những ngôi nhà sàn thế hệ trước ấy là nó thấp hơn những ngôi nhà sàn bây giờ, tức là làm những năm gần đây. Đây cầu thang lên trên nhà này các bạn ạ. Cầu thang của người Thái thì thường là có cái bậc 7 bậc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bậc nha các bạn nha. Bây giờ mình đang ở bên trên cái ngôi nhà. Ngôi nhà này thì ở bên dưới là lát luồng. Luồng này luồng trước là ngâm với bác nhỉ? Ừ. Thơ vui. Trên nhà rất rộng. Ngày trước là mình làm bếp ở trong nhà này luôn chứ. Làm bếp này, bếp trong bên ngoài thì làm ngoài riêng. Bây giờ làm riêng ra nhỉ? Ừ. Lang Yến à ba? Nguyễn, tôi là Lý. Vì máu là giả, tự nhiên là Vi đấy à? Nhà mình trước là lợp tranh nhé. Tranh. À. Cái này bác lợp cái tô này lâu chưa? Mấy tháng. Mới có mấy tháng nữa. Chất lợp tranh thì mát nhưng mà mỗi tội là nó không được lâu nhỉ. Ừ. Nhưng mà nếu mà mình ngâm các thứ là ngâm cái nứa ấy, để mà làm nứa luồng à, cũng phải được khoảng tầm hơn chục năm đó. Tầm hơn tầm chục năm. Chục năm.
Nhà mình làm năm chín mấy. Quay về kỷ niệm đấy. Hơn à? Nó mới phơi bọc nữa. Quay ba quả mướng này. Anh ăn dùng địa tử không? Dạ. Dùng bằng địa tử không? Địa tử vào rồi nào. Cái lúa pan hơn à? Thế à? Lúa lấy nó ngoại là. Nhà nhiều rất nhiều củi. Đấy nó mà tí là phải bay ấy. Đấy nó tí 2017 này bà. Ừ. Hàng hàng đi luôn. Hàng đi đó xuống ăn hàng trứng ăn loại bay xín ăn đó. Ờ. Nhưng ăn kỳ có hiến là gì khô hính không đó. Cái phấn đơn đó. Thì lăng... Ủa, to lăng tôm nắm bắt ngon mũ mà mớ nè. Trên này chủ yếu là dùng bếp ga. Cái này chắc phải biết là chưa đưa rằng đưa là tuần hơn một năm mới hết. Mi biết có chẳng lắm rồi. Chả nó giấy nhà anh đẹp nhỉ. Hoa này là hoa gì nhỉ? Hoa này chứ phải hoa giấy nhỉ? Hoa này hoa dâm bụt. À hoa dâm bụt nhỉ. Ngôi nhà sàn kiến trúc rất đẹp. Đến ngôi nhà này nhé các bạn nhé, khám phá ngôi nhà sàn này nhé. Nhà rất nhiều vịt, nhà đó anh ơi, nhà mình nuôi nhiều vịt nhỉ? Vâng, ông. Đây các bạn, đây là một ngôi nhà sàn người Thái. Nhà sàn mình làm lâu chưa nhỉ anh nhỉ?
À, nhà lâu rồi. Ở dưới nhà vẫn có cái khung cửi này. Thì phải. Chân váy, phần thân váy nha các bạn nhé, các hoa văn này. Đó, chân váy thì khoảng 20 cm này, chiều dài ấy. Thân trên là thân. Chào các ông. Dạ. Bản mình sắp gặt lúa rồi nhỉ? Ừ, sắp rồi đó. Ngoài hôm nữa. Khoảng 2-3 ngày thôi mà. Chứ nó khá không? Ừ. Nắng nắng biết nó khá. Đây là ngôi nhà sàn truyền thống. Tôi làm chắc khoảng tầm những năm 90-91 nhà không nhỉ? Mô, làm lâu lắm nhỉ, cái nhà này được năm 7 mấy mà. À. Ừ. Năm 77 rồi. Năm 77 cơ. À, khá lâu rồi. Quần hầu nhớ mì nhớ bố. Từ lúc mình bắt đầu đi quay các cái bản làng người Thái Đen này thì mình lên ngôi nhà sàn này là ngôi nhà sàn mình là cũ nhất, là lâu nhất, làm từ những năm 1977 cơ. Còn những ngôi nhà sàn trước mình giới thiệu đến các bạn là toàn làm những năm khoảng tầm 90-91 thôi. Đó. Ngôi nhà sàn này là 4 gian. Thì anh chuyên nghi đính cơ mà. Vâng. Chuyên nghi đính á, thành chuyên nghi đính năm 77 đó. Trước là chắc là tranh nhỉ? Lập tranh chứ. Chắc là lập tranh thôi, bây giờ là lập tôn rồi. Sàn này trước làm bằng lìn đấy mà. Lìn, lìn cái luồng thôi. Luồng mà gỗ. Cái này vừa mới. Cái này là từ năm ngoái. Cái này là bây giờ gỗ mới làm. Hè hôm nữa đi các ông ơi. Thỉnh thoảng đi quay bản làng giao lưu với các bác, các chú, các anh. Còn được uống nước chè miễn phí các bạn. Rất là thích luôn. Thôi bây giờ đi khám phá ngôi nhà sàn được dựng cách đây từ năm 1977 nhé các bạn nhé. Ngày trước là chắc là làm chỗ này là cũng bếp nhỉ. Ừ, trước là bếp đây. Bếp ngày trước là nhà sàn mình là thường là làm hai bếp. Là hai bếp, bếp trong bếp ngoài chứ. Vâng. Ừ. Thường chuyển ra ngoài. Đó. Bây giờ thì bếp được chuyển ra phía ngoài này rồi. Các bạn. Bây giờ nhà thiết kế thêm một cái gian để lúa. Đây là buồng ngủ gia đình nhá. Hai buồng này. Đó. Buồng bên trong là của bố mẹ, còn buồng bên ngoài là của con trai và con dâu. Đó. Cột này được làm bằng gì ông ơi? Rồi. Rồi bằng tổ chỉ. Bây giờ thì cái loại rủi các thứ này thì hiếm rồi nhỉ. Cháu lớp mấy rồi? Lớp 2. Con này ở nhà thứ 7 mà. Ngày trước là ở trên mình châu bò thường thường là buộc dây sâm thôi nhỉ. Vâng, trước là buộc dây sâm thôi. Bây giờ thì cũng làm chuồng châu, chuồng bò riêng rồi. Châu, chuồng bò là làm ra ngoài hết rồi. Đảm bảo vệ sinh. Trên mình là sắp đến rằm nhỉ, rằm người Thái.
10/9 toàn tháng nữa. Hôm nay mùng 10 còn chi nữa. Vâng, 10 tháng sau. Cái dằm này thì giới thiệu với các bạn luôn là chỉ có mỗi ở trên xã mình làm thôi. Ừ, xã vẫn một à, tiếng Thái của mình gọi là lau kha. Lau kha. Đến hôm dằm mình sẽ dành chọn một ngày để ghi hình cái công tác chuẩn bị ngày dằm của người Thái chỗ mình nhé. Thôi thì video của mình cũng xin được phép kết thúc tại đây nha các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo của mình nhé.